Mới rồi cái học mối trong thêm chàm. Ồ nhưng chỉ làm ở mối tiền. Hả nâng chạy chạy. Mới thầm anh đi anh dây Prap khá nhau mày ớt mới có tham bách cả đá nâng. Chỉ làm dây bật thêm cục trua cho ngọn. Hãy mà nâng dọc ra thầm mấy cục là mấy chết nè. Ông em tâm dọc thầm mấy mà sao mấy đó. Tay nó lôi nè nhưng mà tay cha tay cót hay mà tao biết cót ắt bao kìa hay cái sao tay nó mình mà thay màu ớt nhưng mà thay hả à, bằng ly cầm tay áo chăm bao cái tên cỡ cho đâu nó mong nó mang trời tí. Nhưng chẳng bao là tết cao giờ rộng tâm mình đây. Bạn là tết cao anh phải mua anh đọc tiết. Tết đi phạm đọc anh xa em mua vậy. Sao lại bông bay đó thiệt có cái đây. Tết cao là kìm máu và thơm này ai nha. Ngày sau mới ngày sau thơm anh phình màu này. Nhiều mình nâng lọ á. Ôi mình nâng từ lơn, ni cho, ôi từ lơn tua, đại pro các bạn cho. Chân tí mình mang mưa à, gặp lại à, ấy cái lô, ấy cái son, ấy cái ni hả. Mình gặp hai nhà đinh, cái gì cái nạp bạn đó á. Thì là đi, là về vậy. Anh nè xùm ra xùm rùa cái đó. Ê chút á. Rồi lên sấy ô thơm mai luôn ai. Nâng ấy. Ừ. Nhưng mớ sao chứ không. Kì đã thải cái. Ờ nè lò mưa chứ ngọc lại kẹo mi đi.